phun nước phun chân cô mà nó chảy ơ nhìn chân nó chảy pin nè mình xoa tao uốn nè tao uốn là giúp hai chỗ chặt á giang ra đi hái đậu phộng cái này ra ruộng núi bên đó là núi cấm phun nước phun chân cô mà nó chảy ơ nhìn chân nó chảy pin mình xoa tao uốn nè tao uốn là dụ phải chỗ chặt á giang à xoa là à con đấy nè trời ná giật giật rồi luôn á dẫn mò đi bỏ nọc cái này là cái làng của ba con á nhưng mà không biết ổng ở chỗ nào chú cũng không có hỏi được nhiều với nghe nói là cũng khó tiếp xúc lắm à, tụi con mà có lên tìm thì chắc cũng không được tốt đẹp đâu nghe nói thì nói tóm lại là thôi không nên tìm tại vì người ta cũng không chương cu nè đó. Mà ba con nó là ở cái làng này nè nếu mà chịu khó hỏi á thì cũng ra cũng được nhưng mà nghe nói tình hình nó cũng không mấy vậy em thấy nghe nói là ba cũng không muốn gặp thành thử ra thôi chú cũng không có hỏi nhiều bánh rùa nha tụi con nà tua ai tên á này gặp mấy sư đi khắc thực vậy quá nãy đó ở ngay góc đường đó là theo chú nghi đó, là tập quá của con sao nhưng mà chú không có hỏi tự như chú nói với con ông khuya đó là sợ là nếu tiếp xúc công khai đó, là nó sinh ra chuyện nữa thành thử ra chú không có kiểu như là hỏi cho tới nơi tới chốn tại vì hỏi tới nơi tới chốn sợ nó sanh ra nhiều điều không hay nữa thì nó đại khái là chuyện tìm ba con á thì chú chỉ tìm được tới đây thôi là biết cái làng mà ổng ở đó
còn cái tình trạng và sức khỏe của ổng như thế nào thì chú không thể nào tiếp xúc để tìm hiểu được rõ hơn. Con thông cảm nha, cái tình hình nó cũng khó khăn lắm, không phải dễ để tiếp xúc đâu. Cái đó là theo ông Siêu, ông nói lại với chú á. Chứ chú thì không có tiếp xúc với gia đình bên ba con, thành thử ra chú không biết như thế nào. Nhưng mà ông Siêu cũng nói mấy năm trước ông có tiếp xúc rồi. Nhưng mà gia đình bên ba con là có vẻ coi thường người nghèo quá. Vậy thôi, tới đây vậy là thôi nha. Có gì tính liên hệ với nhau sao. Trời chuyển mưa nè. Thì bây giờ chạy đi tìm mới biết là cái làng của ba con á, nó kêu bằng chương khô á, là nó nằm ở gần Chi Lăng hơn. Nếu đi đường Tà Lọt á, là chạy tới ngã ba có cây cây năm dồ, có vẹo phải là chạy vô đoạn cũng hơi xa mới tới cái làng Chương Cư. Chương Cư là tên làng của ba con ở, nó thuộc về xã An Cư, nó thuộc về xã An Cư ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bữa nay xuống trinh rau cải thì được hai bịch khoai cao, hai bịch củ sắn với ba bịch bắp chuối. Cái này là bắp chuối nè, cái này khoai cao nè, còn ở trong này là củ sắn. Cũng đỡ đỡ rồi, chắc cũng được mười mấy hai chục phần để đem về. Cứ mỗi lần mà đi phát cơm tranh thủ xuống chợ rau xin rau để đem về cho bà con. Lúc mình đi phát cơm mình mang rau cũ theo luôn cho bà con. Đây là cầu cái me nè. Một bịch nghĩa là 10 kg, thì ở đây là 2, 4, 6, 7 kg, 7 bịch là tới khoảng 70 kg. Cái này là bắp chuối nè, còn cái này là củ sắn, cái này khoai môn. Chỉ có ba món thôi, bắp chuối, củ sắn với khoai môn. Oh, yeah.
Người ta cho gì mà lấy nấy thôi. Cái này mà nếu mà có ai mà tổ chức lấy mỗi ngày cũng đem đi cho bà con cũng đỡ lắm. Mình làm bữa nào mình đi phát cơm mình lấy thôi chứ mỗi ngày đều có. Làm đâu lấy đâu hết. Đúng.